Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dự án rất là lớn tại Nhà Bè, được mệnh danh là một cái dự án có tầm cỡ và sẽ là một cái dự án được thiết kế cơ sở hạ tầng và chuẩn một khu đô thị mang phong cách 4.0, tất cả những sự hiện đại và những cái công nghệ vào trong một cái khu dân cư. Đó là dự án Dây Gai Nhà Bè. Thì Nhà Bè dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Phú Long, ví theo trục đường này là thành phố rồng, bởi vì nó là một cái thành phố rất là một dãy dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ thì có rất là nhiều cái dãy shop house của công ty Phú Long và một số cái chủ đầu tư lớn hình thành dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ. Và Phú Long ví đây là một thành phố rồng bởi vì dọc theo là có rất là nhiều cái shop house kinh doanh mua bán, và điều đặc biệt là khoảng 1/3 cái mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ là được GS ENC này đã là mua và triển khai. Đó là dự án Dây Gai Nhà Bè với tổng diện tích là 349 hectare và có khoảng là 60 dự kiến dân số và thu hút về ở là 68.000 người và với khoảng là 17.000 gia đình. Thì ở đây thì có khoảng là 770 căn biệt thự và dinh thự cao cấp, và trong đó có khoảng là 16.720 căn hộ cao cấp và khoảng 2.600 căn trong các tòa nhà hỗn hợp như trường học, bệnh viện, rồi những trung tâm thương mại mua sắm và tất cả những trung tâm văn hóa hành chính thuộc thành phố Nam Sài Gòn trong thời gian sắp tới. Thì mọi người nhìn sơ qua về cái cách quy hoạch và cái khu đô thị này rất là đẹp, bởi vì nó giống như là một hình chữ nhật dọc theo hai con đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Nên là khi mà hình thành cái khu đô thị này thì kết nối rất là dễ dàng. Thì hôm nay thì Phước Sửu sẽ nói sơ qua về cái kết nối của cái khu dân cư này để cho quý anh chị ở đây nắm rõ được đây là một cái khu dân cư đáng sống và một cái nơi gọi là đầu tư sinh lời cực kỳ cao cấp ha. Bây giờ là Phước Sửu sẽ nói sơ qua về cái kết nối của cái khu dân cư này. Thì mọi người nhìn thấy cái khu dân cư Dây Gai Nhà Bè nằm dọc theo khoảng gần khoảng hơn 3 cây số dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ, và chỉ mất khoảng 5 phút là quý anh chị có thể di chuyển từ khu dân cư đến Phú Mỹ Hưng, và mất khoảng 20 phút là di chuyển về trung tâm chợ Bến Thành, và đến chỉ khoảng 2 phút là đến cái cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì sau này quý anh chị không cần có phải là di chuyển về khu Đông, khu Tây hoặc là những cái khu về hướng bến xe miền Đông để di chuyển về miền Trung, miền Tây, mà quý anh chị có thể lên cái đường cao tốc sát dự án thì mình có thể là di chuyển về miền Trung, miền Tây. Và một điều đặc biệt là mình đến sân bay Long Thành tầm khoảng 25 phút theo cái đường cao tốc, rất là gần, di chuyển rất là thuận tiện ha. Rồi, một cái điều đặc biệt là với cái dự án này thì kết nối đến khu dân cư cảng Hiệp Phước tầm khoảng 10 phút, hoặc là khu dân cảng Long An là một cái cảng quốc tế là chuyên đón những cái tàu thuyền du ngoại từ quốc tế về tại cảng Long An thì rất là thuận tiện, và bởi vì cái khu này nó nằm trong một cái cụm mà sau này là phát triển một cái cụm gọi là khu dân cư đô thị về sông và cảng biển. Rồi, một cái điều đặc biệt là cái tính kết nối nữa là khi mà thời điểm bây giờ quý anh chị khi mà di chuyển đến khu dân cư thì sẽ thấy là cái tình trạng là kẹt xe ở cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh, thì bây giờ đã để giảm thiểu cái kết nối và cái hiện trạng là kẹt xe như vậy thì chỗ là hiện tại nhà nước bên mình đang đầu tư cái cầu vượt hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ với là 3 tầng, là 2 tầng hầm và 1 tầng nổi, nên đó là cái vấn đề di chuyển kết nối giữa cái hầm chui Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Văn Linh sau này rất là thoáng và di chuyển lại rất là dễ dàng. Và rất là nhiều cái công trình khác mà kết nối khu Nam Sài Gòn với tất cả các quận khác. Thứ nhất là cầu Nguyễn Khoái, thì dự kiến cầu Nguyễn Khoái sẽ bắc qua quận 4 và đi trên cao và bắc qua đường Nguyễn Khoái và đi về quận 1, thì giúp cho các quận 7 bên mình sẽ giảm thiểu kết nối và kết nối rất là dễ dàng qua những quận trung tâm. Và cái cầu Rạch Đĩa, rồi có hai cây cầu mà hiện tại nhà nước đang
có thông tin là đang triển khai gọi là xây dựng, đó là cầu Thủ Thiêm 3 và cầu Thủ Thiêm 4. Cầu Thủ Thiêm 3 là bắt từ khu Thủ Thiêm qua bên quận 4 là đường Nguyễn Tất Thành, và cầu Thủ Thiêm 4 thì sẽ bắt từ Thủ Thiêm và vào khu chế xuất Tân Thuận. Thì gần đây có một vài bài báo là đã có thông tin là sắp triển khai cây cầu Thủ Thiêm 3 và một cái cầu Phước Khánh từ Nhà Bè bắc sang khu Cần Giờ. Thì sau này mọi người đi du lịch Cần Giờ không cần phải là đi phà nữa, không cần phải di chuyển qua quận 2 nữa, mà mọi người từ Nhà Bè này nè không cần di chuyển bằng phà nữa, mà mình sẽ qua một cây cầu Phước Khánh và đến Nhà Bè rất là thuận tiện qua cây cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh ha. Rồi thường thường một cái bất động sản mà có tuyến tàu ngầm đi ngang qua thì giá trị bất động sản tăng từ 25-30%. Đó là một cái điều đặc biệt và rất là hấp dẫn cho đối với nhà đầu tư, đã là chứng minh rất là nhiều trong với nhiều nước trên thế giới. Thì nhiều nước mà họ đã đang có những cái tuyến tàu ngầm và tàu điện ngầm đi qua bất động sản mà đang khách hàng đang gọi là đang sở hữu, thì đối với cái dự án này sẽ là một cái tâm điểm cho quý khách hàng lựa chọn, đó là một cái tuyến metro số 4. Cái tuyến metro số 4 này là nó kết nối từ Thành Xuân quận 12 đi tới Bến Thành, và từ Bến Thành di chuyển qua dọc qua khu dân cư theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ và đi về Long An. Thì dự kiến cái tuyến metro số 4 này là một cái tuyến metro dài nhất tại Việt Nam. Nó bắt nguồn từ quận 12 và đi tới Long An, là một cái tuyến metro đi ngang qua dự án và có 1 đến 2 điểm trạm dừng chân, nên nó là rất là thuận tiện để di chuyển về trung tâm và di chuyển tất cả các nơi khi mà quý cư dân ở đây muốn là di chuyển. Thì ngoài đặc biệt ra là hiện tại cái tiện ích mà khu dân cư GS có thể gọi là sở hữu ngay, đó là những cái tiện ích về là trường quốc tế. Có một cái trường quốc tế là trường quốc tế Mỹ học tại Việt Nam mà cấp bằng quốc tế, thì cách trường mình cách cái dự án Giai Ga Nhà Bè khoảng 3 cây số, nằm trên đường Nguyễn Văn Tạo ha. Ngoài ra thì có rất là nhiều siêu thị, trường học và nhiều trường đại học như Đại học RMIT nè, Đại học Quốc tế RMIT cách dự án tầm khoảng 3 cây số. Rồi trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong top 100 trường nổi tiếng trên thế giới tài chính marketing, rồi rất là nhiều trường đại học gần xung quanh khu vực dự án. Một cái kết nối cực kỳ tuyệt vời cho cái dự án Zai River Country One mà chủ đầu tư GS đã triển khai. Thì quý anh chị cần thêm thông tin, hoặc đó là quý anh chị cần mua bán chuyển nhượng những cái sản phẩm tại dự án Zai Ga Nhà Bè, thì alo cho Phước Sửu với số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn và có những cái sản phẩm, những cái phân khu sắp mở bán sắp tới để cho quý anh chị mua trực tiếp từ chủ đầu tư, có giá gốc và gọi là đầu tư trên lệch với lại cái nguồn lợi nhuận cực kỳ cao. Xin chào và hẹn gặp lại.